À, có một số bạn hỏi muốn tìm mua động cơ gì đó SS gì đó lung tung đó. À, thôi giờ mình sẽ quay xong rồi các bạn muốn mua con nào thì gọi cho ông chủ, ông sẽ báo giá nha. Thì đây mình thấy có một con xăng ma nè, con này 3G nha. À, con này SS mấy ta? À, SS90. SS90. S90C nè. Rồi con này bạc đạn nè, SS130C nè. S130C Văn Ma, SS130C. Quá đẹp ha. Đó. Rồi. Thì ở đây mình thấy có con IH. Có IH mấy? À, IH800 các bạn nha. IH800 đây. H800 là cũng dân ma luôn á. Chữ Y là Yama. H cái dòng như máy này thì thường thường hình như mình thấy nó gắn vô đầu chuyên sới thì phải, cái dàn chuyên sới. Con này bật đạn nha. Rồi, ở đây mình thấy con gì đây? SS mấy đây? SS80C. Giờ bật đạn luôn nha. À, con kế bên cũng SS80CG đạn. Đây. S80CG bạc đạn. Hai con này khá đẹp nha. Ở đây con này mình thấy hơi bị mục nè. Con này con gì cơ không biết. Văn Ma. SS80C này 3G. 3G cốt lòi. Đó. Con kia con màu vàng con gì đó. Con này con SS80CG luôn, mặt đạn luôn. À, GA75. GA75. À, con này quá đẹp luôn các bạn. Đẹp cực mới luôn nha. À, cực đẹp cực mới luôn các bạn. Rồi. Ở đây thì có một con cũng bạc đạn luôn. Rồi đây con răng ma gì đây ta, con này con gì vậy? Con này SS90C 3G. Con này con gì để không biết, không thấy thương hiệu răng ma nhưng mà không biết cái gì đây. Đây một em ở đứng trong này luôn, SS90C nhiều quá nè, 3G. Con này SS90C 3G luôn. SS80C 3G. SS90C 3G. Đây. Ô. Răng ma. SS90C quá trời đó. Này SS mấy? SS90C luôn. Con gì đó có bơm nhớt đây, đây răng ma. Răng ma NS110CG bạc đạn. SS90C 3G. 3G. Rồi con này con gì ta, NS180G CG là bạc đạn. Nó có chữ G là bạc đạn. Rồi. Bạn nào muốn mua thì hãy gọi cho ông chủ nha. Rồi, xin chào các bạn.